kiếm báu của vua Hàm Nghi, kim bài của vua Khải Định sắp được đấu giá. Kiếm báu của vua Hàm Nghi, kim bài và ngọc khánh của vua Khải Định, ngọc bội của hoàng hậu Nam Phương, cùng hàng loạt cổ vật của hoàng gia triều Nguyễn sắp được bán đấu giá ở Pháp. Ngày 30 tháng 3, ông Hoàng Việt Trung, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết đã nhận được thông tin về hàng loạt cổ vật liên quan đến vua và hoàng gia triều Nguyễn sắp đấu giá ở Pháp vào ngày 26 tháng 4 tới. Ông Trung nói, trong loạt cổ vật này, theo thông tin từ nhà đấu giá thì có những món rất quý, liên quan trực tiếp đến cuộc đời của các vị vua như Hàm Nghi, Khải Định, Bảo Đại, Kiến Phúc. Hiện chúng tôi vẫn đang theo dõi cuộc đấu giá này,